Sau 2 năm nghiên cứu và phát triển, tập đoàn công nghệ Google và hãng thời trang Levi's của Mỹ mới đây đã cho ra mắt chiếc áo khoác thông minh. Chiếc áo đặc biệt cho phép người mặc trả lời các cuộc gọi hay nghe nhạc mà không cần phải chạm tay vào điện thoại. Áo khoác Commuter sử dụng chất liệu denim, loại vải cốt tông cứng, thường dùng cho quần jean. Commuter đi kèm với ống tai Bluetooth kết nối với điện thoại thông minh, có thể cung cấp khả năng dẫn đường qua Google Maps, điều chỉnh âm lượng khi nghe nhạc hoặc trả lời cuộc gọi điện thoại. Và tất cả đều được kích hoạt dễ dàng bằng cách vuốt ngón tay trên vải của áo khoác. Ngoài ra thì Commuter được sản xuất bằng kỹ thuật cao cấp của Levi's, nên người dùng có thể giặt rửa như bình thường và trước đó chỉ cần tháo ống tai Bluetooth. Dự kiến là chiếc áo khoác thông minh này sẽ xuất hiện vào mùa thu tới với mức giá khoảng $350, tương đương với khoảng 8 triệu đồng.